Hello chào các bạn nha. Hôm nay mình về một bộ bàn phím và chuột cơ gaming mới nha. Mới cuối cùng có bàn phím cơ K3 Max. Đấy, với hai màu là màu lemon và màu chi nhá. Đây cực kỳ đẹp luôn. Và bên cạnh đó sẽ gồm có con chuột cơ gaming này. M2 vậy sao bạn lựa chọn giữa màu chi và màu lemon nhá. Nên mình thấy con này hợp với màu lemon hơn này. Đó, vì nó khá cùng tông. Đó. Bên cạnh đó thì con bàn phím này sẽ sử dụng chuột cơ Red Switch nhá. Có cực kỳ êm luôn và được trang bị hai nút farm. Đó, nên là nước giảm được tối đa tiếng ồn nhá. Và nó được trang bị hot swap, nếu các bạn thay thế xuống dễ dàng luôn. Nếu mà không thích êm thì bạn có thể thay dạng blue ấy, có cái kỳ thì đã. Bên cạnh đó thì con chuột này sẽ gồm có DPI từ 12.800 và 9 nút bấm, máy có thể chỉnh được macro nhá. Nếu bạn chơi game phải chơi game thoải mái luôn, được cực đã luôn này, cực kỳ xịn luôn. Và dạng clicky nhá, khá là kêu. Đó. Đây màu này, hai màu này cực kỳ đẹp nhá, các bạn tham khảo nhá. Đấy, sẽ gồm có hai màu và một con chuột để mix hai màu này. Đó.